Chào mừng mọi người đã đến với kênh Crypto Arab 4.0, kênh chuyên làm những dự án crypto MMO. Và bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy bấm nút chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất mà mình chia sẻ trong kênh ạ. Trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người về dự án Kaiset. Để tham gia về dự án này, mọi người hãy click vào link mình để phía dưới phần mô tả ạ. Sau đó mọi người bấm bắt đầu cho mình ạ. Rồi, tham gia dự án này mọi người sẽ nhận được 18.000 token BKS. Về mỗi một bàn mọi người mời được sẽ nhận được 2.000 token BLK. Rồi mọi người cho hãy đó cho mình ạ. Rồi nhiệm vụ yêu cầu lên trong group về channel mọi người cho cho mình ạ. Follow Twitter. Rồi like mọi người retweet à, tag bên bằng bên cho mình ạ. Sau đó mọi người cảm ơn bài viết cho mình ạ. Cũng tag bên bằng bên rồi. Sau đó mọi người quay trở lại chatbot ạ. Follow Facebook cho mình ạ. Rồi nếu mọi người chọn channel cho mình ạ. Follow Twitter. Rồi mọi người tìm kiếm bài quýt mọi người tìm kiếm bài box Kaiset, mọi người vì quýt lại cho mình ạ. Rồi sau đó mọi người quay lại trở lại cho box ạ. Rồi mọi người click vào reaction cho mình ạ. Sau đó mọi người mở máy captcha. Rồi mọi người điền địa chỉ ví MEP20 nhưng mà mọi người có thể dùng địa chỉ ví MetaMask hay chấm wallet mạng Binance Smart Chain ạ. Rồi mọi người gửi link Twitter cá nhân của mình cho Hà. Để lấy link mọi người em tìm hướng dẫn của mình ạ. Mọi người kết với EBT ạ. Sau đó mọi người về hồ sơ cá nhân của mình ạ. Về dấu bé gạch tương cùng bên góc phải ạ. Hai nút chia sẻ bật kết vào là mọi kết vào ạ. Rồi mọi người sẽ chép đường link cho mình ạ. Rồi mọi người gửi link rewish bài bot của Hà. Sau đó mọi người gửi link Facebook cái nhắn của mình cho Hà. Nếu mọi người lên nhiệm vụ follow Facebook ạ. Sau đó mọi người quay trở lại chatbot. Rồi sau đó mọi người kiểm tra thông tin ạ. My balance ạ. Rồi sau khi lên nhiệm vụ mọi người sẽ nhận được 18.000 token BKS ạ. Rồi mọi người copy link để mời bạn bè hoặc người thân của mình ạ. Rồi dự án của mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo. Mọi người nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh mình nhé.